Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chiều nay Hội Người Mù thành phố Cần Thơ tổ chức trao quà Tết cho hội viên và người mù ở các địa phương. Hội đã trao 142 phần quà Tết cho người mù ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, trong đó có 100 phần trị giá 360.000 đồng, 42 phần trị giá 540.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm, 10 kg gạo và tiền mặt. Thời gian tới, Hội Người Mù thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, hỗ trợ quà, tiền mặt, góp phần hỗ trợ, động viên tinh thần hội viên người mù vượt qua khó khăn, có thêm điều kiện để đón Tết.